tủ sấy quần áo Panasonic nhá, khung inox vuông 2 tầng này, hàng siêu bền luôn này mọi người này. Ok, chào mọi người, thì hôm nay để máy ăn ra tiếp tục lên video, thì video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái tủ sấy quần áo mọi người nhá. Tủ sấy quần áo thì bên em bán rất là lâu rồi. Nếu nó thật là đúng là năm nay là năm thứ 10 bên em bán tủ sấy, đã trải nghiệm rất là nhiều các dòng tủ sấy mọi người nhá. Nói chung là bây giờ thì nó đều là hàng Trung Quốc cả thôi. Đấy, nhưng mà có những chất lượng này, chất lượng nọ thì như hàng bên em đây đều là hàng bên em lấy hàng loại 1. Đấy, thế nên là chất lượng máy móc rất là ok. Vì em bán những cái mã, ví dụ như tủ sấy bên em đã trải nghiệm được khoảng, nếu bán bây giờ bán khoảng 10 hãng. Còn những cái hãng là vớ vẩn em không bán. Thì trong khoảng 6 năm trở lại đây thì em bán cái mã tủ sấy Panasonic này thì em bán rất là nhiều luôn. Đấy, Panasonic thì có những cái ưu điểm nhất định này. Nhất là khung inox vô cùng chắc chắn luôn. Khung inox này, khung inox chắc chắn này. Đấy, vỏ bạt thì rất là bền nhá, không có hiện tượng mủn như các cái dòng giá rẻ các thứ nhá. Đấy, khung nhựa rất chắc chắn mọi người nhá. Đấy. Và đây là củ máy em đang kéo ra test để giao cho khách hàng bây giờ mọi người này. Đấy, củ máy đây. Đây có các cái tính năng như là tắt bật này, đây, hẹn giờ này, đang giảm thời gian mọi người nhé, các chế độ như là sấy chậm này, sấy nguyên gió và sấy nhanh mọi người nhé. Đấy, máy thì chạy rất là êm luôn, hàng tuyển thì chạy rất là êm, có cả điều remote điều khiển từ xa nhé. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về những con tủ sấy này, con tủ sấy này thì sấy tối đa được 15 cân nhé, nhưng mà theo em khuyến cáo là 10 cân là đẹp, sấy nó mới nhanh, nhưng còn sấy 15 cân rất là lâu. Thì bên em mặt hàng rất là nhiều, thì bác nào có nhu cầu về những cái con tủ sấy quần áo mà Panasonic này thì liên hệ bên em nhé. Bên em đang mùa này đang rất là mùa mưa, đấy nên là em bán rất là nhiều luôn. Rồi, cảm ơn các bác.